rồi bắt rồi, bắt con cá lên, bắt con cá lên, bắt con cá lên rồi. Con chừng nó lôi ông dưới luôn đó nha ông đâu. Lôi dưới luôn nghẹn cái giờ giờ. Ôi giỡn lên, giỡn lên, giỡn lên. Nó sát vô bờ nhóc quá vậy. Rồi rồi, chờ lại mấy đứa ăn cho nó nhỏ xuống cho ăn. Ngày dân chỉ đau lai chẳng thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gạ tờ qua thằng Hà Búc. Nếu để chờ sấm nổ gian thình, e ba tánh năng năng đã muộn khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đây chứng bài khuyên dình căn kỳ, đàn ít câu tỉ mỉ rung hồn. Cho người lành giả bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Tha thiền từ bên giác năng niu, kẻ hiệu đạo mau mau bước xuống. Việc chạy qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sớm ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phù văn phú quý nay mai, lưng cái chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dự chăm mà như tuổi lão bành. Đời thả quân hay chết tuổi xanh, như thờ trước nhan hồi còn che. Miễn cho được ngày hái cơm tè, bụi bằng hàng đặng có tu hăng. Nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong hằng tại thế. Sự những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày lập hội tay dinh nhành quê, trao thân phận rạng ranh hiếu đề. Thọ gia thầy nơi chốn mây rồng, đạo hiểu rồi ngọn tờ gọi nem. Tuy cội thế lắm lem trần tục, mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút. Giữ giả trong đừng đục mới màu. Thân bằng tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bộ điều hàng. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng, trên đài cao đất đạo tiếng đồn bốn biển.
chỉ chỗ đi quên rồi. Mau thức tình tu thân kéo chạy đến tội rồi. Mời hối muộn màng ABC chỉ cho bằng ta sớm lo toan dình với lực nghe kinh trọng Phật. Ở đâu quên đường nào đó anh lâm trung quá lành đâu mắt nói tây phương chư Phật đời chờ việc tu hăng thiện tính hận hờ còn nữa hả? Chừng qua đến nè cho khó tranh dứt câu. mình phải diễn được chứ. Thân ta còn gài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp. Giặc ở giặc trên đời đâu đặng về lâu. Kết thúc câu giảng mới được chứ. Mấy cái đệ nhỏ ở trước có ai đọc giảng không? Mình đọc đoạn giao duyên với bà con đi, 4 câu 6 câu gì đó. Mình chia chia nhau đi. Rồi tới sau lưng đi. Tới sau lưng mình đi, trước hả? Em tôi giới thiệu em là đọc giống như Ngọc Hoa đó, bà con muốn nghe em đọc lên đoạn cho bà con nghe kìa. Giải thoát của quyền chứ không có mà vô đâu. Em không phải vô đâu rồi. Kìa, anh Nghĩa nói mà đọc ống đi chôn không kìa. Rồi tôi muốn câu sau của em. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lặng chúng sanh. Ta đã mang một khối tình, dường như thề hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chung sinh. Quá tuyệt vời. Rồi mọi người, 2 câu 4 câu cứ đọc thoải mái. Đi mệt rồi đọc 2 câu chạy lui. Đọc lại đoạn nè. Lại quyển tư. Rồi quyển tư. Mây giới tình nhận ra là lấy thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Dạ. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sắp phiến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ si cùng bắt hổ hầm, nên than thở cùng chẳng ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cùng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trông vào sanh tử luân hồi. Diêm đình thấy tội hỡi ơi, đó mới biết có nơi kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bóng tiền giống chi địa ngục cũng tại tâm làm quay về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Nói chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó.
tu với tình đúng. Biết làm chẳng okay. Đó. Nếu lặng tâm tỏ ngộ đau màu cánh dương gian muôn thảm ngàn sầu ngó dạng vật đài lầu chẳng có sông với núi trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đằng nào ai biết đường hay sớm tấu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhồi chịu cay đắng tu hành mơ dòi ta thương đời len lỏi xuống trần đạo vô vi của Phật ông cần nói theo chi tất cả ngày công phú quý ngài không màng ước chữ bồ đề như cội ba tòng ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chữ hòa. Lời thiết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là xem cái ngày như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần, hát mùa tiết giống kia bất luận thái mọc mầm chỗ la mới màu. Chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà rồi coi. Chọn nơi nào đạo tránh hùng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành ráng dưỡng nuôi chữ, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng quá ham chùa ngôi nên tở phiền khắp mà chốn cùng làng. Phật nào ham tượng cốt phớt vàng mà tăng tạo hao tiền ba tăng. Cái gì? Gì? Đọc. Đọc anh đọc nói lên quên hả? À, thì bây giờ ông tự nhiên đi chút xíu nữa biết ta đòi lên nhiều hay sao? Ờ lên 5 7 người sao? Thì ông nói cho một số người lên trước vậy đó. Rồi mình cho người ta lên trước, còn mình cũng xong mình đi lên và mình đi lên cho ta lên trước người ta làm chuyện. Cho mấy thợ nấu đi. Ông cũng thợ nấu vậy? Ông luôn đi. Thì 5-7 người đó. Ba mấy người. Cái đó luôn đó. Rồi, cái đó mà cái đó ông đem về nhà ông bắt đưa vô vi tính nữa sao ông? Ông anh này nè, ông chơi miệng liền chút xíu nè, có viên coi nè. Miệng liền ở đây không chịu làm. Ông nói ông làm màu mẹ chi? 1 2 3 chút xíu là có viên trong coi nè. Biết là Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo
sanh mang lấy sắc thân. Thì hôm nay chúng ta đến đây để cầu nguyện cho thế giới năm châu không còn chiến tranh, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, vui tươi hạnh phúc. Vậy giờ thiên liên sẽ đến mọi quý vị thanh tâm hiệp nhất hướng về chánh điện từ Phật Đức Phật Xá Ba Sa. Mời quý vị đồng nguyện, đồng chắp tay lên giáng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho hai cõi âm siêu dương tử. Con cầu nguyện cho thế giới năm châu không còn chiến tranh, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no, vui tươi hạnh phúc. Và cầu nguyện cho phụ quyền thánh tổ được tịnh độ siêu sanh. Cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực dạng tây phương. Và cầu nguyện cho bá tánh dạng văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho chúng con được mạnh lành và nghiệp trước tiêu trừ, tai qua nạn khẩu, và đồng về nhà phát bồ đề tâm tinh tấn dũng mạnh. Và cái này là mình cho cái ăn nghe cô bác. Thằng đó bị lôi xuống xiềng luôn nè. Nó bị cá nó mạnh hơn, nó khe rồi thằng nhí bắt không được, nó dễ không? Thằng nó dễ, ai dễ bắt? Dễ bắt đó, khó lên không dễ đâu. Nói xuống thì không. Này cô bác ơi, mình cho cá ăn nha cô bác. Đó là hai ba bắt nè. Hai ba bắt lên. Bắt. Ông bắt ông bắt hai tay, ông biết bắt được nó không chứ bắt ông bắt một tay. Ông giỡn với nó hả? Một tay cầm nó gãy cái một. Trời ơi. Đi vậy. Đi ra đi lên đi học. Xuống coi. Đứng đứng đứng. Còn nào đấy rồi. Bu nó chạy rồi. Rồi được rồi, lên đi, được rồi, hết đồ ăn rồi, ai lỡ mấy ông nữa. Chạy trước kìa. Mắt mà liên quan tới bà đâu rồi nói. Rồi. Ừ, đẹp không? Cái treo bự không? Ôi, tao dòm tao dòm mạnh chân rồi. Ừ, mình chưa có quay cái chơi. Không có chơi đi, cầm chắc chắc luôn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, thì cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác trong nước và ngoài nước kính mến. Thì hôm nay là cái ngày cũng là cái buổi chiều của ngày thứ nhất để cái nhóm đồng đạo của Quốc Tạo gồm những bà con ở xa cũng như là ở Tân Châu, rồi ở Chợ Mới, ở Cần Đăng, ở Long Xuyên vân vân. Thì nhóm bà con có đến đây để cùng Quốc Tạo cho 30 mấy người để đi chinh phục cái ngọn núi là gọi là núi Ông. Thì hôm nay là đã đi được mấy điểm rồi đó quý vị. Thì Quốc Tạo sẽ cập nhật cho quý vị xem những điểm còn lại ha quý vị. Thì mọi người đang dùng cơm buổi chiều để bước vào cái việc là đi cúng kiến và để chia sẻ đạo vào ban đêm nay. Thì mời quý vị xem các đồng đạo ha quý vị. Chào Quynh Bón à, mình dùng buổi ngon ha anh. Dạ cảm ơn. Cơm ngon lắm. Dạ dạ. Đợi cái đợi cái cốc của chú Hai ăn cơm quá ngon à. Dạ dạ, cái đợi thấy cũng quá ngon, đặc biệt quá nè. Nhiều món nè, ngon quá. Chào ha, chào tất cả mâm ha. Nam mô Di Đà Phật. Dạ chào anh Tâm. Chú
Đây là những đồng đạo của Quốc Tạo quý vị, đồng đạo thân cận của Quốc Tạo. À, đây cũng là Huynh Nghĩa nè. Hết cái mùi dịch luôn. Bữa nay là ăn cơm ngon nhất. Ngon nhất luôn hả? À, Quỳnh Phương nói ăn cơm ngon nhất luôn kìa. Anh Hùng, anh thấy ăn cơm bữa nay sao anh Hùng? Ngon. Anh ăn hai cái bánh xèo anh nói ngon là em thấy không chịu rồi đó. Cả năm nay mới đi núi rồi quá rồi, giờ gặp bánh xèo quá thèm rồi. Quýt hai cái với một cố. Dạ dạ. Dạ. À còn hai cô. Còn hai cô mình ở đâu mình giới thiệu luôn hai cô. Cô Hảo hả cô? Dạ dạ. Rồi mình sẵn có duyên nhập cái đoàn hả cô? Dạ dạ. Dạ quá quý hả cô? À, mình lên cốc của chú Hai luôn. Dạ dạ. Dạ. Rồi xin tổng chào quý vị. Rồi rồi. Rồi. À, dạ em chào chị ạ. Chị áo xanh đó là ở bên là độc giảng viên ở bên Tân Châu cùng với nhóm mình có chú Quỳnh Hai nữa. Nhóm rất là thân thiện quý vị. Thì hành trình của nhóm là được ngày đầu rồi đó. Mai sẽ đi tiếp. Dạ xin chào mấy cô. Dạ. Chú Hai ông ăn cơm thấy ngon chú Hai? Quỳnh Hai. Ngon. Tuyệt vời đúng không? Dạ. Rồi, đạm bạc đúng không quý vị ha, mà ngon dư tần đúng không quý vị. Ở bên đây hết hũ rồi nè vợ ơi. Đây bên đây hết hũ rồi nè. Thằng tu hành đạm bạc giao tương. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Rồi thì nhóm sẽ rất là vui vẻ quý vị sẽ tiếp sức đặng để chiều nay là cúng kiến xong rồi mình sẽ chia sẻ giáo lý. Và sẽ tối nay sẽ làm chia sẻ giáo lý xong ngày mai sẽ lên đường để đi chinh phục những cái nơi khác nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đã anh Bảo. Dạ. Bà con nói đó mình vậy ra mà cả năm nay mới gặp lại vậy chứ. Bà Chính chạy bàn luôn nè, số Chính không dùng nha. Xin chào. Tới đây là cái bà cái mâm của tôi. Xin chào ông Út. Ông Út phải không? Nhổ dùng cơm đang ngon không? Rồi, quá ngon. Quá ngon phải không? Quá ngon. Thấy cơm thấy bữa ăn đạm bạc gì mà ngon nghe, đúng là thằng tu hành đạm bạc cao tương thấy không? Nấu la phượng. Tôi nghĩ la phượng nấu cho mấy anh em. Nghe cô bác là gần được ăn. Dạ. Rồi, vậy xin mến chào quý vị ha. Hôm nay đoàn quá vui rồi. Rồi quý vị đón xem video sau ha, để Quốc Tạo sẽ cập nhật những cái tin mới trên núi Cấm cho quý vị xem, giống như là trung hang 13, rồi trung hang ông Thẻ, dân dân và đi những cái điện mà quý vị chưa từng biết được. Nam Mô A Di Đà Phật.